Chú bị lỗi gì mà chú rúm đó? Họ bị lỗi gì không? Thế sao anh bắt họ lại? Anh dừng kiểm tra cái kiểu. Anh có ấy không? Tôi chưa để kiểm tra chính. Xe người ta đang chạy lưu thông, ông phải dừng được người ta lại, ông đòi gì đó? Tôi đã đòi cái gì đâu? Sao chú phải lôn dòm chứ? Sao lôn dòm? Đội này đang bị chiếu chiếu lại. Khi người ta không có lỗi gì, ông không được phép dừng phương tiện của người ta lại, ông hiểu không? Mình đang được hiểu. Nào, ông đừng động người tôi. Tôi đang nói cho người ta về kiểm định. Làm sao? Tôi chưa kiểm tra làm cái gì cả. Nếu người ta không lỗi, ông được phép dừng. Thôi, ông làm. Này, nếu ông muốn dừng phương tiện, cái đầu tiên ông phải có chuyên đề kiểm tra hành chính khi phương tiện không còn lỗi. Ừ. Nhá. Ông làm sao? Mã số thẻ mã số còn nhận của ông không? Cái thẻ này thì biết cái thẻ này thẻ gì không? Thẻ gì? Thẻ này thẻ tuần tra kiểm soát, còn cái thẻ xanh của ông đâu? Xanh xanh tôi đi làm tuần tra kiểm soát được mang thẻ. Không cần à? Đúng rồi. Không cần à? Đúng rồi. Rồi về bảo cô Dũng đang cái đơn đấy. Nha. Chú không sao, chú cứ lên chú đi đi. Cháu biết thừa chú biển 18 cho đi, cố tình đi sau chú đấy. Mắt láo nó quen. Ông đừng nói tôi mắt láo không ạ. À? Tôi không có tên ông. Ông về bảo ông Dũng ấy ăn cái đơn nha. Đơn Dũng liên quan đến tôi. À, cả nhà tổ của ông ấy. Vô ba ông vẫn, cái thằng thiếu tá ông họ móng tay dài của đang. Đang vô ba ông vẫn. Hôm nay tôi về tôi làm việc với các ông ấy. Làm sao mà tôi sợ các ông quá. Anh bị làm sao anh? Hả? Cái gì anh? Anh bị làm sao mà sợ mờ đấy? Chả mấy ngô. Thế thì làm sao? Ở đây ông ơi, khóa quần. Thế anh chả ngô thì làm sao? À cái ông gầy à? Tại sao họ biết là cổng cây? Hay chỉ nhìn mắt? Họ phạt anh, họ bảo anh lỗi gì? Mà phạt bao tiền? Phạt bao tiền anh? Cái xe này có vi phạm gì không? Đúng rồi. Tôi lấy khoảng 2 điều 8. Ông Dũng đang hôm nọ lập cái bản tôi 190.000 chắc đang cái đơn đang ngồi trên đống lửa gì đó. Phải không? Lửa gì em? Không. Anh cứ bỏ lập biên bản đi, em đóng tiền cho đây. Anh bỏ lập biên bản đi. Tôi lập bình thường. Ô. Anh là tổ trưởng à? Rồi. Chú bảo là anh lập biên bản đi, em gửi tiền. Tôi đi làm được. Anh lập biên bản đi, anh xuất giấy tờ đi, em gửi tiền đây, tiền đây. Hôm nọ chú chả ghi trong 190.000 cái móng tay dài của chú không? À vẫn còn à? Tác phong quân nhân thì không còn đúng không? Tại sao chú lại thẻ ốc cái mặt thẻ quân nhân là thẻ tuần tra kiểm soát vào trong, chú đừng động người cháu. Đây là đang tình cảm ấy. Còn đúng ra là ông tôi ấy. Thôi chú bảo cho tôi đi. Không, ăn 190.000 không ngon đâu. Làm sao em? Lại đồ lại. Tại sao xuất trình giấy tờ? Họ em bị lỗi gì không hoặc là họ xuất trình giấy tờ ở đây? Em làm sao em cứ để anh nộp phạt cho. Em bị lỗi gì ấy? Không. Khổ quá, không phải linh động. Anh bảo lập biên bản đi, em gửi tiền. Ơ, em nói đùa anh đâu? Tiền đây. Anh cứ lập biên bản em gửi tiền, cái lỗi của anh không vấn đề gì cả. Em thừa sức lột cho anh. Mấy cô kia làm sao, mang anh giải quyết lốt cho. Không làm sao đâu. Sao? Hai đồng chí yêu cầu ra làm việc ấy. Đấy. Tôi phải học chưa mà để sao mới răng gì? Bốn sao mà. Không phải linh động, thông cảm. Mình còn khổ hơn rất nhiều người. Thế dân còn khổ. Anh không? Hay là cái gì ấy? Em không. Vào chơi. Em vào chơi em làm việc với anh. Đây là cháu đang là lấy khoảng 2 điều 8. Ừ. Người hiến pháp. Để giám sát các chú làm việc. Ừ, đó là chú làm việc rồi. Thế phải làm việc chú ý, làm việc không. Giám sát làm việc cái gì? Cho đang giám sát cái chú làm việc, chứ cháu không làm việc với chú. Ừ. Bởi vì sao? Thẻ xanh chú không có, thẻ tuần tra kiểm soát thì úp mặt vào trong. Ừ. Thì cháu nghĩ cháu không phải làm việc. Ừ. Thế cháu làm sao cái gì? Làm sao cái gì? Giám sát lực lượng chức năng làm việc. Ừ. Thế làm sao? Thế làm sao? Cháu làm sao cả? Thế thì chú lập biên bản cho hai đồng chí này đi, anh này đi. Đấy là cái việc của chú. Trời ơi, quả này thì các chú cứ xác định luôn đi. Thông tư 27 học chưa? Thẻ xanh chưa có đâu nhá.
cái thẻ tuần tra thì ông cũng phân biệt thế nào thẻ tuần tra kiểm soát và thế nào là thẻ mã số quân nhân không? Rồi. Không làm sao, em làm sao, em cứ bảo anh giải quyết rồi. Cô lại bị làm sao? Xe không giết cả. Thôi giờ quên hay là không có? Em đi làm thôi chứ không mang. Đó, làm. Không, không mang hả? Thôi ra ngoài đi. Em đừng sợ em à, em biết một ngày em làm được bao tiền không? Mà khi em không bị làm sao thì họ bắt làm lại em mất bao nhiêu tiền không? Của em thấp nhất phải một tuần lao động, không công. Mà từ sáng giờ là mất chuyên cần rồi. Cho nên không phải ngại, anh làm việc cho em. Không bao giờ họ dám đợi được khi em không có lỗi, không giờ được phép dừng phương tiện của em lại. Khi em không có lỗi. Còn chở công cánh nhỉ, đừng có đo bằng mắt. Thời này xưa rồi. Anh cứ bảo lập biên bản đi. Làm sao đâu, em đi làm công nhân, lương được 200 nghìn một ngày. Được 200 không? Được 200 thì làm thêm tượt mặt ra. 150 mà bây giờ họ báo em phạt bao nhiêu tiền? Này, ông quay mặt tôi ấy, là ông phải xin phép tôi, ông hiểu không? Hả? Ông hiểu không? Mình quay tôi. Thế ông đang đi chơi hay đang đi làm đây? Ông đang đi đâu? Tôi là đâu? Tôi đi đâu phần đâu? Tôi phải báo bà có mấy ông? Ông có hiểu không? Thế anh hỏi tôi làm gì? Thế ông đang đi đâu? Ông đang đi đâu? Thế anh hỏi tôi làm gì? Ông đang đi đâu? Tôi chả có trách nhiệm để trả lời ông. Ông sao? Ông biết là cái này nó ông có được phép quay không? Ông có được phép quay không? Tôi được phép quay không? Tôi được. Tại sao tôi không được? Ông được học không? Ông được học chưa? Tại sao tôi không được? Ông được học chưa? Được học công tư 7 chưa? Được học khoản 3 điều 8 chưa? Tôi không quay được. Rồi quay đi. Tôi cho ông đi học lại. Và thằng cô Dũng hôm nọ lập tôi 90.000. Đồng chí này nghĩ biên bản 190.000. Đang ăn đơn đấy. Cô cần phải xem tờ phơi không? Tôi chả biết gì. Rồi. Đấy là việc của anh. Cho ông này mới gỡ các ông cả cái tổ hôm đấy đi học lại. Đấy là việc của anh. Rồi quay đi. Cứ quay đi. Ôi giời, tôi sợ ông quá. Châu bảo anh không sợ đâu. Đéo không? À. Đéo không? Có cần xem khóa quần không? À, quay không? Không phải xin. Em không phải xin đâu. Có 150.000 một ngày mà em làm được bao tiền thì em phạt. Chồng. Ông quay không? Ông có thích nhìn đâu. Sợ quá, gọi thoải mái đi. Làm việc đi. Em không phải xin ai cả. Sao phải xin xỏ nào? Thế bây giờ cứ muốn làm có một người dân muốn nhu cầu kiểm tra giám sát lực lượng chức năng làm việc là các chú phải đi theo. Tôi không có trách nhiệm gì cả đấy. Bây giờ tôi không làm việc với ông. Rồi, tôi đang làm việc. Cứ làm việc đi. Tôi sẽ cho xe lùi lại. Cho vào đây. Ôi giời, cái đường này đường không cấm đúng không? Quay biển đó đi.